Ngày 30 tháng 4, chúng ta tổ chức chương trình này Những Đức nói cầu siêu cho tất cả những người mắc chưa siêu thoát, trong đó là anh hùng liệt sĩ. Nên mình được bình yên gì cũng nhờ họ, cũng vì đất nước họ nằm xuống để cho mình được bình yên. Nên những chương trình lễ lớn gì, chúng ta là đệ tử Phật nên mình tổ chức những cái khóa tu để cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Thì vì biết rằng là cái tâm mà oán hận thì không giải quyết được vấn đề sanh tử, mà cái tâm oán hận là nó đời đời kiếp kiếp nó phải chịu đọa lạc trầm luân. Từ con người còn sống hay người chết hay hương linh thai nhi, nếu mang tâm oán hận thì gọi là đời đời kiếp kiếp phải chịu cảnh đọa lạc. Nên chúng ta mà được đi đến chùa gì, từ người sống cho đến người đã chết mà được nghe pháp, buông xuống cái tâm oán hận thì chúng ta giải quyết được vấn đề khổ đau. Nhớ nghe quý vị, buông cái tâm oán hận thì giải quyết được vấn đề khổ đau, còn mang cái tâm oán hận thì khổ đau triền miên không dứt. Nên tất cả con người sống đang ngồi đây hay khắp nơi nơi mình có coi qua chương trình này trực tiếp đi chăng, nếu như con người mình sống mà mang tâm oán hận thì thua. Thí dụ như bây giờ những đức mà bây giờ dặn ai thì cái tâm mình khi mà mình nói chuyện với tất cả người gì, tức khắc mình đem cái dặn ra mà nói. Hoặc là mình oán thù ai, là mình lên mình nói chuyện gì là mình nói oán thù, mà nó nặng cũng như là mình đeo bao nhiêu cục đá ấy. Nên mình là người nghe đạo biết tu, buông cái tâm oán hận, buông cái tâm oán thù. Ví dụ như giờ hương linh thai nhi đi, bây giờ mang cái tâm oán hận, hận thù cha mẹ, đeo đẳng theo để chờ cơ hội báo thù. Quý vị nghĩ đi, mang cái tâm báo thù nó khổ đau chứ, đâu có sung sướng gì đâu. Bây giờ mỗi một con người chúng ta mà mình đã từng hận ai đi, là mình cứ buồn chát, nặng nề hoài, không bao giờ có cái niềm vui tròn vẹn được. Nên từ nơi đó mà mình đi về đây, nhiều người nữ gì ngồi trong đây cũng nhiều người mang nghiệp phá thai. Từ nơi cái nghiệp này mà gia đạo khi phiền phức lu bu lộn xộn. Nên nó nghe gì rồi thì những linh thai nhi hay bây giờ những người chết chưa siêu thoát, nếu bây giờ nghĩ rằng người ta hại mình mà mình cứ đeo đẳng theo mình chờ cơ hội báo thù, như cái câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư, thấy không, chịu thố mà đi theo mười đời, đi theo mười đời để chờ cơ hội để mà báo thù. Kinh khủng không? Cái tâm báo thù nó không tưởng tượng được. Mười đời mà theo để chờ cơ hội báo thù. Không chi mà những con người mà mang nghiệp phá thai này, họ đâu có tha cho mình quý vị. Thí dụ như trong gia đình mình mà con cháu mình, con mình vợ chồng mà nó bất hòa hoài, cái nghiệp phá thai và nghiệp sát sanh này nó ảnh hưởng nhiều trong gia đình lắm á. Nên đó gọi là oán thù trong nhà. Mà trong thù có nghĩa là trong nhà mình mà nó có nhiều cái oán thù thì bị nhớ là cái gia đạo mình nó giống như cái oán khí. Oán khí nó nặng nề, nó làm cho con người trong nhà mình ai cũng khó chịu bực bội. Mà mình ở trong cái căn nhà mà khó chịu bực bội là bởi vì biết cái căn nhà này nè oán khí nặng nề. Mà muốn hóa giải được oán khí thì mình phải nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ nha. Nhớ Phật, niệm Phật là một phương pháp để hóa giải quán khí. Tại vì chữ Phật là chữ giác ngộ, nên mình mà nhớ Phật, niệm Phật thì hóa giải quán khí. Mà khi quý vị mà phát tâm ăn chay trường, nhà quý vị không còn sát sanh nữa đâu, thì cái gia đạo quý vị tự nhiên nó bình yên. Cái gia đạo từ từ nghe, từ từ nó bình yên, từ từ nó bình yên. Quý vị coi bây giờ tất cả con người đang ngồi đây á, đa phần là con người ta đến đây ta muốn tu tập. Thì bây giờ ngồi đông gì chứ đâu có ai mà đứng lên chữ lộn rồi la lối sùm, đâu có đâu quý vị, đúng không? Mà mình gần với một số người mà ta không tu nghe, thì tự nhiên cái người ta, cái quán khí người ta nó ảnh hưởng đến mình, nó làm cho mình phải bực bội theo. Bây giờ quý vị coi thiệt là đông người gì. Mà đây là cái lễ 30 tháng 4 thôi, mà những cái lễ này là chùa ít tổ chức lắm.
hình như không có tổ chức luôn đấy chứ. Nhưng mà những đức thì nắm bắt cơ hội, thấy quý vị được nghỉ nên rủ quý Phật tử về chùa để mà mình được dự khóa tu. Chứ quý vị thấy nhiều chùa đâu có tổ chức đâu à. Nên những đức rủ về mà những đức còn bao ăn bao ở, thấy không? Đó là cái tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau quý vị. Nên hôm nay chúng ta tổ chức cái chương trình này cầu siêu cho tất cả anh hùng liệt sĩ và những người chết chưa được siêu thoát. Mình mong rằng với cái tâm mình gì, quý vị niệm Phật, rồi những đức nghe, những đức chia sẻ Phật Pháp, rồi nó hóa giải những cái tâm quán thù. Quý vị biết rằng những đức coi một cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, khi cái người này bị chết mà bị người ta vu oan, thắt cổ tự tử chết, bởi vì cái tội mà thắt cổ uống thuốc sâu nặng. Nhiều người ta không hiểu, ta nghĩ rằng là bây giờ mình bị phá sản hay mình bị vu oan, mình bị thất tình, mình bị bỏ rơi, rồi mình bị con đối xử tệ bạc, hay là mình tin vợ tin chồng, bây giờ tự nhiên nổ cái đùng lên cái vợ chồng mình hay gì đó, con người tự nhiên phụ phàng mình bị hụt hẳn quá quý vị. Mình nghĩ mình bây giờ mình mất hết tất cả rồi, mình đau khổ quá, bây giờ mình muốn tìm đến cái chết cho nó xong, giải quyết vấn đề. Không có xong đâu quý vị. Có nghĩa là tìm đến cái chết là không có xong. Nên cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội á, khi cái cô này mà cổ bị vu oan, cổ buồn quá, cổ tự tử, cổ chết. Khi cổ chết rồi mà cái vị này mà cô đã từng cúng dường cơm cho vị này ăn, vị này sau này tu hành chứng quả A-la-hán. Khi ông chứng quả A-la-hán rồi thì ông mới quán xét coi những người nào có duyên từ thuận và nghịch, ông đến ông độ. Nghĩa là thuận thì ông đến độ trước, nghịch thì ông đến độ sau. Thì khi ông vừa đến thì ông gặp cái cô này, cô chết, cô đọ trong là quỷ đạo. Khi mà cô săn hẳn lên, tóc tai cô dựng lên, mặt mày cô thấy ghê. Rồi xong rồi cái vị A-la-hán này mới giảng đạo cho cô này nghe. Khi cô này vừa nghe một cái thôi là tức khắc cái trạng thái trở lại bình thường hết trơn. Thì vì biết rằng khi con người mà nó săn hẳn lên, trung bình thôi, con người chúng ta bình thường vậy thôi, nhưng khi quý vị mà săn hẳn lên, bị soi gương thử rồi, phải mình khác không? Đúng không? Ví dụ như bình thường mình nhìn mình cũng coi được, không có tệ quá. Hay là những cô mà nhìn thấy đẹp, nhưng khi các cô ghen lên, các cô săn hẳn lên thử đi, là con mắt các cô trồng trắng không? Thấy ghê. Rồi gân nanh gì nó mọc lên, nó hiện tướng liền đó quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà không chi là trong cái cảnh giới quỷ đạo ma đạo, mà khi mang cái tâm báo thù nó ghê dữ lắm, nó hung bạo, nó dữ dằn lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà nếu mang tâm quán hận thì khổ đau triền miên, không bao giờ mà nó dứt được cái khổ. Nên tất cả mà cảnh giới con người đến cảnh giới chư hương linh, cảnh giới của ma đạo quỷ đạo, mà nếu mang tâm báo thù hận thù thì đời đời kiếp kiếp đọa lạc, không có bao giờ mà mình mà có lối thoát được đâu. Lúc trước có một anh ca sĩ, anh hát cái lương, anh lợi đây anh hát đây này, nhớ không? Cái giờ này luôn, anh vừa hát xong thì hình như là mẹ của anh cũng từng mang nghiệp phá thai. Khi ra ngoài đó cúng đi thực, nhớ không? Anh đứng kế bên những đức, mình đang cúng đi thực thì tự nhiên cái anh đứng kế bên làm nè. Ủa trong bụng nó, ủa ông này sao ngộ vậy ta? Nhưng đứng kế bên thì cái linh mà mẹ từng mang nghiệp phá thai nhập vô, giống nhờ mình giúp giùm. Tại vì cái cảnh giới hương linh ta khổ lắm, nhất là nghiệp phá thai. Mà bây giờ cái xã hội mình giờ phá thai nhiều lắm, nhất là
cái lớp trẻ đi học phá thai nhiều, rất nhiều. Ta thống kê lên đất nước mình là một cái quốc gia nhỏ, vì mà đứng về cái vị trí phá thai mà đứng hình như thứ ba, thứ tư gì, là nghĩa là phá thai dữ dằn quá. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là hương linh thai nhi mà nhiều đến mức mà che cả trời đất, có nghĩa là quán khí dãy đầy, cái sự quán thù nó ghê lắm. Quý vị biết rằng trong kinh Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Vậy mà người ta vừa được thân người cái thôi mình giết. Quý vị nghĩ cái sự quán hận này cỡ nào chưa? Quán hận này không tưởng tượng được mà. Cái sự quán hận, cái sự báo thù này ghê lắm. Nên người ta phải làm mọi cách cho mình phải khổ. Quý vị coi cái thời tiết bây giờ nó nóng nực cỡ nào chưa? Mà càng nóng nực cái này thì tâm trạng của người càng nóng bức lên. Mà con người càng nóng bức lên thì cái quả địa cầu này càng nóng. Càng nóng mà. Nên những đức thấy nghe, cái người ăn chay niệm Phật, cái tâm địa mình ít nóng quý vị, ít sân si. Thí dụ như mấy ngày nay những đức cũng bị bệnh. Vì mà quý vị thấy rằng những đức cũng chia sẻ Phật pháp, hồi tối những đức giảng pháp bị cũng cười quá trời luôn mà, đúng không? Đó. Thật sự quý vị chứ giờ tu sĩ hay ca sĩ cái gì chứ, mình nhiệt tình với người ta nhiệt tình với mình. Thật sự mình hết lòng hết dạ thì người ta hết lòng hết dạ với mình thôi. Mà có những cái hết lòng hết dạ dù là mình không có nghĩ gì vật chất gì đâu quý vị, nhưng mà nó cũng đến với mình thôi, thật sự luôn á. Nên con người mình sống đừng có cái gì cũng là tiền tiền, và cái gì mình cũng là mình đặt vấn đề đó rồi mình mới làm. Cứ làm chân thật hết hết tâm tư mình đi. Như bữa nay sáng nay chương trình chúng ta nói chuyện xong rồi mấy anh chị ca sĩ hát, rồi hồi sáng những đứa ngồi và suy nghĩ lễ lọc 5 ngày bởi vì về đây ở nằm chặt chội như bên hộ pháp mà nằm gì đâu mà tứ tung lang thang chặt chội nóng nực thấy ghê. Những đức nghĩ là tối hôm nay những đức tổ chức sinh hoạt cho quý vị. Nghĩa là mình cứ niệm niệm gì người ta đi thì tự nhiên cái tâm mình lúc nào cũng thấy bình an. Những đức nói 100% quý vị nghe, khi một con người mình mà niệm niệm nghĩ về người ta đó, quý vị dù quý vị có bệnh đi chăng nữa quý vị cũng không bị bất an. Nó lạ lắm, con người mình mà chỉ cần có một cái tâm hại người ta thôi, có tâm ác ý, có tâm hại người ta thôi, là cái tòa án lương tâm mình nó xử mình, tòa án lương tâm mình xử mình là nhanh nhất. Nên chúng ta nghe đạo quý vị, tin nhân quả, mình sống từ bây giờ cho đến khi mình ra đi, mình sống làm sao cho nó có ý nghĩa. Những đức mà chùa mình nuôi 2000 con người, từ cấp Tết giờ các cụ mắc khoảng 20 bà già đó. Năm nay chắc là nóng quá hay sao mấy bà chết nhiều quá. Quý vị cứ coi 80 mấy 90 mấy tuổi, 80 mấy 90 mấy không chết rồi sống cái gì nữa bây giờ. Mình không biết mình sống tới tuổi đó không, thấy không? Thì quý vị biết rằng là mắc liền liền vậy đó, có khi từng nào cũng mắc chứ. Từng nào cũng mắc, có khi người hay người. Có nghĩa là mỗi lần chết là những đứa cứ ghinh quan tài. Mình ghinh quan tài giết mình cũng giác ngộ. Mình nghĩ rằng cái danh cái lợi trong cuộc đời này nó phù du quá quý vị, có gì đâu mà thật đâu. Có những người chúng ta cũng có điều kiện cũng giàu lắm mà cũng vẫn lo. Nên có cái bài kệ mà những đứa thường đọc: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng chỉ là mộng mà thôi. Đều là mộng quý vị à. Nhưng mà chúng ta nhiều người mình mà không nghe đạo, giống mình chạy theo cái ảo ảnh trần gian, như cũng như kẻ khờ mà buổi trưa chạy để bắt bóng. Đã là tướng mình và hiện ra bóng ở dưới mặt nước, mà mình thì chạy mình chụp cái bóng của mình, dù mình có chụp bao nhiêu trăm năm đi chăng nữa thì chỉ là mộng mà thôi. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình nên nhận thức sâu sắc về cái cuộc đời vô thường này.
Nghĩa là mình bây giờ mình còn khỏe gì, những gì mình làm được ý nghĩa thì mình nên chân thật mình làm. Như nãy mấy anh em lên phòng như thế, những Đức nói một câu, mình còn trẻ, những cái gì mình làm được tốt mình cố gắng. Bây giờ chùa mình mà nuôi 2.000 con người cũng đâu có đơn giản, mà giờ đang xây ngôi chùa mà mai mốt nuôi thêm 1.000 người nữa, mà trong lúc này là lúc những Đức đang nhận người thêm luôn rồi nè, chen chút mà ở đây làm chi, phải không? Ngôi chùa cái vừa xây xong là sang qua. Bây giờ các điểm chùa mình những Đức cái nhận người ở chặt chặt một chút, khi mà ngôi chùa cái xây xong rồi sang qua cho cụ có chỗ ở, thì mình thấy rằng là mình gặp Phật pháp, mình sống những ngày tháng rất ý nghĩa, mà nhất là cái pháp duyên của chùa mình cũng đặc biệt, pháp duyên đặc biệt, nghĩa là mỗi một chương trình dù là chương trình nhỏ nhất đi chăng, đơn giản thôi, mà số lượng người cũng đông gì. Cái đợt này mà nói chương trình Phật đản, mà quý vị biết rằng là chương trình Phật đản là đa phần chùa nào cũng tổ chức hết á, nhưng mà chùa mình tổ chức là những Đức nghĩ cái giá chót gì cũng là khoảng gần 20.000 người. Là chùa nào cũng tổ chức hết á nghe, Phật đản là chương trình người ta là tấm Phật, người ta tổ chức nhiều, rất nhiều chùa tổ chức. Thì quý vị biết rằng là cái pháp duyên của người niệm Phật nó thù thắng. Cũng như những Đức lên nói chuyện quý vị, những Đức cũng nói bình thường đơn giản thôi, những Đức có nói gì cao xa đâu. Quý vị thí dụ như quý vị thấy rằng bản thân con người ai cũng có bệnh, nhưng mà ông thầy khi ông bị bệnh mà ông vẫn lên ông giảng dạy cho mình nghe, đúng không? Đó. Thì bản thân mỗi người chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc, khi mai mốt mà khi mình có bệnh hay gì, từ khi nó nằm vẹp thôi, còn khi mình còn sức khỏe là mình còn có thể làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nghĩa là làm được là cứ làm. Nhưng Đức nghĩ rằng mình làm mình vắng trắng nha quý vị, mình nằm là tự nhiên mình đuối luôn. Nên những Đức thấy rằng à, khi những Đức bệnh nhưng mà những Đức vẫn hoạt bát à, nó ho khi cũng đau khổ nhức đầu. Nên quý vị biết rằng cái đầu mình nó quan trọng nhất nha quý vị, nó mà nhức đầu là nó cũng mệt lắm á. Mà cái đầu mà để suy nghĩ làm việc, mà trong khi 3-4 điểm chùa này giải quyết nhiều vấn đề rồi giảng pháp, ví dụ nói chuyện gì nó cũng hoạt bát từ cái đầu quý vị, từ cái đầu suy nghĩ á đó. Thì quý vị biết rằng là mỗi một người mình á, quý vị nhớ là muốn giữ cái đầu được bình tĩnh là phải niệm Phật. Có nghĩa là quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị cố gắng niệm Phật đi. Có nhiều người hỏi những Đức á, thầy nuôi bao nhiêu người già vậy, trong khi ở nhà mà con nuôi một người mẹ già mà con thấy rất là khó, còn thuê người mà nuôi người già khó lắm thầy ơi. Nghĩa là thuê người nuôi người già vừa mất tiền nhiều mà lại vừa khó kiếm người nuôi người già. Mà vì sao thầy nuôi người già nhiều như vậy mà nuôi được? Những Đức nói chỉ đúng con cái là mình nên tha thứ cho họ thôi. Bây giờ họ già, họ đau nhất. Bây giờ bản thân quý vị nè, lâu lâu bệnh đau một cái thôi, sốt một cái thôi, quý vị thấy từng khớp tay, khớp chân quý vị nó đã mỏi rồi, đúng không? Không chi già ngày nào cũng đau nhất. Vì thì đau nhất, vì thì tâm trạng phải khó chịu rồi. Mà tâm trạng đã là khó chịu thì bản thân họ phải không có vừa lòng, không vừa ý này kia tùm lum. Mình mà không tha thứ cho họ, mai mốt mình già ai tha thứ cho mình, đúng không? Mang tâm tha thứ là một cái điều rất là hay quý vị. Bây giờ ví dụ như bây giờ chị em đồ anh em ngồi nghe pháp đông gì, ngồi gì nói nó cũng chặt, mà có những người ngồi cũng mỏi chân đau chân lắm chứ. Giờ nhúc nhích gì mà còn khó như thẳng chân. Nhưng mà có những người người ta quá đau chân, người ta lỡ người ta thẳng chân, người ta đạp vô cái mông mình cái. Thông cảm quý vị, đúng không? Thông cảm, tại vì sao? Vì có những người họ quá đau cái chân. Ví dụ như mình ngồi gì, có khi mình có tu, mình có ngồi niệm Phật mình quen. Chứ có những người mà người ta ngồi gì không có quen đâu quý vị ơi. Hồi đó mà những Đức mà mới đi biết tu, những Đức đi lỡ cái khóa tu chùa Hoằng Pháp á, mà buổi tối mà trước khi gần đi ngủ á, mà ngồi tĩnh tọa 15 phút. Mà những Đức ngồi có 15 phút thôi mà nó đau chân không tưởng tượng được. Hồi đó đó là những Đức đi đến khóa tu đầu tiên ở chùa Hoằng Pháp. Những Đức có tu một tuần chùa Hoằng Pháp. Nên mình nghĩ có những người ta mới đến đây, người ta ngồi người ta đau chân lắm. Nên chúng ta đều sống với nhau, chúng ta có sự thông cảm. Đi nhớ, cái thông cảm là cái quá giải nghiệp. Có nhiều người chúng ta nghe đạo, chúng ta nói rằng cách nào để quá giải nghiệp? Đừng quán hận, đừng hận thù. Còn khi bực bội, khó chịu điều gì, bản thân chúng ta chuyển rất nhanh. Chuyển càng nhanh thì càng tốt.
Nhớ kỹ, chuyển càng nhanh thì càng tốt. Để lâu thì bị sình bụng gan chịu. Nhớ nghe, để lâu thì sình bụng gan chịu. Nhớ không? Nhất là phái nữ. Phái nữ mà kiểu mà đụng cái giận, đụng cái trách, đụng cái ghen, ghen tùm lum. Khi thương chồng quá rồi chồng đi đâu gì trễ cũng ghen. Mà mấy cô mà ghen giết thì tự mấy cô hại mấy cô à. Vì mấy cô ghen giết là mấy cô xấu. Mà xấu ai thương. Thấy không? Nên tự mình biết thương mình là giữ được cái tâm mình cho nó an lạc. Khi giữ cái tâm mình nó an lạc rồi thì mình chậm già. Thấy không? Nên chùa mình đa phần người ta đến đây là người ta có nụ cười nhiều. Như nãy như Đức thấy Nhuận Quang sắc chúng mà cũng chọc quý vị cười quá trời luôn. Đúng không? Một nụ cười một mười thang thuốc bổ quý vị ơi. À, nhưng mà gặp nhau cười một cái là quý vị thấy có duyên rồi đó. Không ngộ nha quý vị. Có những người mình gặp người ta mà mình chào người ta mình cười một cái, tự nhiên mình đi một vòng mà mình thấy người ta đang bới cơm, cái người ta đưa cơm cho mình trước. Tại vì nó có ấn tượng đẹp quý vị. Còn bây giờ mà mình gặp người ta mà mình cười với người ta ăn cái đi, mà cái người kia không cười với mình, cái hành động này thấy cũng quê quê nha quý vị. Thôi quê quê. Có cái cô này nè, cô ở trong chùa của tu. Cô nói rằng là có nghĩa là gặp ai mà chào cái mà người ta chào lại thì sao? Thích chào đó. Nhưng mà gặp ai mà chào cái mà người ta không chào lại mình, quê. Nghĩ muốn chào. Thấy không? Nên quý vị biết rằng là có bữa đó những đứa chạy xe đạp mà gặp Phật tử người ta cứ chào 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 chào. Mà mỗi lần người ta chào mình mà mình không quay lại nó kỳ quá. Giống như mình chảnh vậy đó. Thấy chưa? Thì người ta đứng người ta cứ chào thiệt là đông, người ta kêu sùm. Thầy Đức kêu sùm. Mình cứ chào 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 chào. Cuối cùng mình quay lại thì nó kế cái chậu bông giấy. Nó tông vô chậu bông giấy cái gì? Chàng ơi, tông vô chậu bông giấy té cái ạch. Bởi vì thấy những đứa cũng mập mà té cái còn hơn là cục thịt chạy trên đầu gối. Quý vị biết rằng là cứ người ta chào chào cái quay là người ta gật đầu, cái xe nó quẹo cái chậu bông giấy đâu hay đâu, đụng cái chậu bông giấy té cái ạch. Mà người ta vẫn thấy thương. Ừ, người ta vẫn thấy thương. Bây giờ mà nói bây giờ mình mà mình oai nghi gì mà cuối cùng người ta chào mình không ngoái là mình chào người ta thấy nó phản cảm. Hoặc là người ta nói chảnh chẹ thấy ghê. Có một lần lễ Viếng Quan Âm quá đông, đông quá trời đông người ta. Thì quý vị biết đông vậy có nhìn thấy ai hết được đâu, mấy chục ngàn người. Thì Phật tử có nhiều người chào mình cứ quay mình gạt cái đầu, gạt lia lịa. Thì ngồi trên cái xe điện quý vị, xe điện nó có cái băng phía trước, mình ngồi băng phía sau, gạt mình gạt chút mình cụng cái đầu vô cái sách, chón dáng mặt mày. Nhiều người ta nhìn thấy ta mắc cười. Không mà mình làm nhiều cái nó mắc cười quý vị ơi. Thí dụ như quý vị biết rằng nhìn cái quê mùa dốt nát á nha quý vị, có những cái mà đặt đúng nơi đúng chỗ là nó thành công sự nghiệp cho quý vị dữ lắm đó. Ví dụ như quý vị đi nước ngoài, đi chỗ này đi kia, quý vị có học, quý vị có bao nhiêu cái trình độ kiến thức, nhưng mà quý vị đừng có bỏ cái quê mùa. Tại vì nếu quý vị mà lấy cái cao xa không có nhiều người ta dối quá tết. Hoặc là mình lấy những cái mà nó quá cao có nhiều người ta thấy, ta thấy mình với ta xa nhau. Cái mà quê mùa lạ tai ai ta cũng gần mình. Quê mùa nghe là ai ta cũng gần mình đó. Giống như những đức mà khi mà ngồi chơi với các anh em tu chung, mình là đúng ra mình hướng dẫn họ không đó. Vì mà khi ngồi chơi chung là cụng ly uống nước rồi vui lắm. Nghĩa là sống rất là gần gũi. Nhưng Đức mong rằng quý vị, cái cuộc sống mình dù là có một cái danh lợi gì cao một chút, nhưng mà mình nên sống đơn giản bình dị. Càng nổi tiếng chừng nào thì càng đơn giản chừng nấy. Thì người ta càng nâng mình lên.
Còn mình nổi tiếng rồi mà mình kênh kênh mình nghinh nghinh có ngày. Có ngày gì biết không? Có ngày hết nổi tiếng. Tại vì người ta hết thương mình rồi. Thí dụ như bây giờ một người ca sĩ nổi tiếng mà rảnh rảnh sắp xếp được đi đến hát cho những cái nơi dưỡng dưỡng lão đồ, người ta nghe trẻ mồ côi đồ, đi thăm trẻ mồ côi đồ, những cái hành động việc làm đó nó sanh duyên sanh phước thêm, tự nhiên cái tiếng tâm của mình nó cứ tiếp nối hoài vậy đó. Tiếp nối hoài vì sao thì biết không? Một con người có duyên có phước thì nó mới nổi tiếng, mà nếu duyên phước mình mà thiếu là nó hết tiếng tâm à. Nó chỉ nhất thời, vì thấy có những người ta cũng nổi tiếng nhưng mà thời gian rất ngắn là chìm ngấm mà. Là tại vì sao? Vì người ta cao xa quá quý vị à. Ta rất là cao xa, nó hết thời sớm. Nên mình sống làm sao mà nó giản dị. Giản dị. Vì dùng văn tự làm sao mà giống như quê mùa chút. Mà người ta nghe người ta dễ thương nghe. Cứ là nói chuyện sao mà đơn giản nhất, đừng có bẻ mồm bẻ miệng quá. Ví dụ như một cô gái này đi, cổ bả thì không có được đẹp gì mấy. Nhưng mà bả muốn làm dáng. Bả mà gặp trai một cái là bà nói chuyện rồi thôi, bà mẻ qua bẻ lại, bà gặp người ta bà kêu anh, bà làm mình nghe mình thấy mình vặn ốc mình, bà thấy mình lạnh xương sống á quý vị. Không phải là dễ thương mà lạnh xương sống á. Thà mình theo cái cảm tính của mình tự nhiên đi, vậy đó mà thấy nó dễ thương. Còn cái kiểu mình nó đã không phải là mình vậy mà học người ta làm sao được. Có nhiều người người ta nói ngọt nghe dễ thương dữ lắm, nhưng mà mình nói ngọt là nghe vặn ốc mình. Nó có cái ông chồng này, ông nói chuyện bà vợ, ông nói là ông đi ra ngoài ông gặp ấy, nhiều người phụ nữ nói chuyện ngọt ngào trang điểm đồ thấy quá trời đẹp. Bà vợ bà nghe gì bà cũng về bà trang điểm, xong bà cũng tập nói ngọt. Khi bà trang điểm xong bà nói ngọt thì ổng bữa đó ổng ăn cơm no mà nó chưa kịp tiêu hóa gì hết thì ổng ói tại chỗ. Thì bà đến bà hỏi ổng là anh thấy em bữa nay trang điểm thì sao? Ổng nói nhìn thì cũng được. Thì nói vậy chứ sao giờ quý vị, nhìn thì cũng được, nói vậy thôi. Không có những người mình không có phải là khéo trang điểm mà học đòi rồi trang điểm thành giống như lọ lem, nghe chưa? Chèn ơi, hồi xưa dưới quê mà có nhiều bà đen thui thùi lùi, mà lâu lâu đám tiệc bà trang điểm á, bà làm chỗ này hai cục đậu quyết rồi bà đánh một bệt phấn vô, xong cái thời tiết nóng gì nè, cái nó đổ mồ hôi, khi nó đổ mồ hôi cái nó có lằn nhìn thấy ớn chưa. Nên á, cái thời tiết mà nóng nực gì nè, khi mình trang điểm mình cũng phải xem nó, tại vì nó dễ trôi, trang điểm vừa vừa thôi. Rồi bà đã đen rồi mà bà lấy son mà cái loại mà son đỏ mà đến nó đỏ kinh khủng luôn, bà ịn vô cái môi bà vì coi nhìn mà thấy chàng ơi về đâu mà nhìn cái muốn xỉu luôn. Còn thí dụ như bình thường mình theo cái cách nói chuyện của mình, còn gặp mà mình bẻ mờ bẻ miệng chào nghe về đâu mà nó sợ chết mù luôn. Cái bà làm mình nghe sợ lắm. Hồi xưa mình ngoài đời mình nghe mà có nhiều cô mà đến gần mà nói chuyện mà kêu mà anh nghe quá vậy đâu, nổi cục lên. Nên những đứa sau này những đứa nói chuyện những đứa mới thấy thì ra con người mình, người ta không có cười mình khi mình tự nhiên. Nghĩa là mình tự nhiên mình sao nó ra vậy đi thì tự nhiên người ta lại thương mình. Quý vị nhớ đừng có bao giờ lúc nào cũng nhìn thấy cái ưu điểm người ta rồi bản thân của mình muốn làm giống cái ưu điểm đó, mà bản thân mình nên xem cái ưu điểm của mình là chỗ nào để khai thác cái ưu điểm của mình mới là đặc biệt. Đúng không? Nên có những Phật tử người ta gặp những đức, người ta nói những đức thầy nên có cái cách giảng pháp giống thầy đó, thầy đó, thầy đó, gì gì. Thì xong rồi những đức nói rằng là
thầy đó có hô không? Xong bà nói không, thầy đó không có hô. Nó thầy đó không có hô thì cô kêu thầy đó hô giống những đức tin. Có được không quý vị? Không. Bây giờ những đức hô thì kêu thầy đó hô giống những đức cũng không được. Vậy thì cái phong cách của thầy đó những đức muốn làm giống cũng không được. Tại sao chúng ta không phát huy cái phong cách tự nhiên của mình? Đúng không quý vị? Chúng ta được quyền tham khảo, chúng ta được quyền nhìn nhận cái hay, nhưng chúng ta đừng bao giờ hoàn toàn muốn giống người ta thì không có được. Đó. Giảng pháp mà có người nhắc bài luôn hết chưa? Đó. Giống như bây giờ quý vị đi vô một cái tiệm đồ, quý vị thấy đồ thời trang, người ta bận cái bộ đồ vô hình mẫu, xong mình cái tướng của mình quên mất tiêu. Người ta thì cái hình mẫu đó người ta tính hết trơn rồi, thì ta bận bộ đồ vô eo o đủ đẹp quá trời, còn mình thì bánh ú, mình quên mình là bánh ú. Cuối cùng mình cũng đi vô mình mua bộ đồ đó, mình đem về mình bận vô mà thấy ủa sao nó kỳ cục vậy trời, thấy cái bộ đồ đó nó đẹp, cái hình mẫu bận đẹp quá trời mà sao mình bận vô nó kỳ quá. Thấy chưa, mình không chịu nhìn, mình không chịu nhìn đó là hình mẫu, còn mình đâu phải hình mẫu đâu. Nên chúng ta hãy khai thác cái khuyết điểm của mình trở thành ưu điểm. Cái này mới là hay nè. Nên như là mỗi người ca sĩ họ cũng có một cái chất giọng riêng của họ, và họ có một cái phong cách để cho khán giả thích họ. Có đó. Nếu như họ bước lên mà họ rất tự nhiên, ví dụ họ bước lên họ cứ nói chuyện bình dân đơn giản, rung quá trời rung rồi, vì ủng hộ nghe vô rung quá, nghe ta thấy cảm tình để thương rồi đấy quý vị. Không, quý vị biết rằng có những nơi mà mình quá dạng người ta thấy mình cũng không dễ thương, nhưng mà có những nơi tự nhiên mình rung mà nói mình rung thiệt nè, coi tay nè, coi tay con rung quá trời rung luôn nè. Tự nhiên ta thấy người ta cảm tình rồi, ta thấy thương mình, mà đã là thấy thương là mình hát người ta ủng hộ. Thương là hát là thấy ủng hộ. Nên á, mỗi một con người chúng ta trước công chúng cỡ nào mình cũng có vài câu, vài câu nó ăn tình, nó đi vào lòng người. Tuy là một bài hát nó hay nhưng mà không có lời nói để đi vào lòng người nó cũng khó phát triển lắm quý vị. Nên á, một con người mà họ có duyên dáng, họ đi đến đâu họ cũng tự nhiên họ nói chuyện, tự nhiên họ nói chuyện lên cái người ta thấy người ta thương à. Mà người ta thấy người ta thương rồi là quý vị nổi tiếng. Giống như bây giờ quý vị cũng thấy quý mến những đức, thì từ nơi đó mà quý vị mới đi đến đây ngồi đây, đúng không? Đó. Lễ mà nghỉ 5 ngày mà vô đây ở luôn trong đây 5 ngày là không đơn giản. Cái này là không đơn giản đó quý vị. Quý vị vô chùa mình bị thấy bình an cũng như một gia đình vậy. Đặc biệt thì khi nấu ăn cái gì thì đem xuống quý vị ăn sao những đức ăn vậy, những đức sẽ ăn sao vì ăn gì, không có khác gì chứ. Như hồi sáng những đức cũng mệt mà những đức cũng xuống ăn cơm với quý vị để sắp xếp chương trình để bị đi qua đây. Không, nên từ nơi đó mà mình sống vậy đó, người ta thương. Quý vị nhớ nè, người ta mà thương mình là mình có cơ hội thành công cao, thành công rất là cao. Mình sống trong cuộc đời này mà người ta ghét mình là cái như mình tiêu, ta ghét mình là tiêu rồi, là mình không có cơ hội đâu quý vị ơi. Đó, nên sống làm sao mà để cho người ta thương. Nên mỗi một con người còn sống á, mà người ta thương quý vị là quý vị giải nghiệp, mà người ta ghét quý vị là quý vị tăng nghiệp. Quý vị nhớ ngày xưa một ông vua, một ông vua mà nếu như ông sống mà mắc lòng dân là tức khắc ông mắc nước. Mắc lòng dân là mắc nước. Đó. Bá tánh đã không chấp nhận thì ông vua này sớm diệt vong 100% luôn. Nên con người sống á, được lòng người là có tất cả, mà muốn được lòng người là phải vì người, vì người thì mới được lòng người quý vị, đúng không? Đó. Quý vị coi những đức ở ngoài đời là một thanh niên mà nói là một thanh niên có gì đặc biệt đâu quý vị, bản thân mình mà không biết nữa thôi. Tại sao những đức thường nói những công đoạn này? Vì khi những đức nói những công đoạn này nó làm cho người ta hư, người ta quay đầu được. Chứ những đức đâu có nói những đức cao xa đâu.
Nếu như những đức nói những đức cao xa quá, nhiều người ta nói ông thầy này ông có thiện căn dày nên ông đi tu được. Còn những đức nói nhà thưa những đức hư hỏng ăn nhậu bê tha, sống ngoài đời có gì đặc biệt đâu, làm đủ cái điều tội lỗi. Nhưng mà từ khi những đức gặp Phật pháp, đúng là nhờ Phật pháp, nhờ Phật pháp mà cho mình được tư tưởng. Những đức nói rằng là mình đọc sách xưa nó cũng có những cái đặc biệt để dạy mình, để tôi luyện chúng ta trở thành một con người đặc biệt, sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức nói với vị nghe là cái sống ý nghĩa là cái sống đặc biệt nhất. Như những đức nói mấy anh em trong chùa, cả cuộc đời những đức mà sống gì, khi tới già tự nhiên mình ngồi mình vuốt râu mình cười. Tại vì mình sống ý nghĩa mà. Đó. Nếu như những đức ở ngoài đời mà đi có vợ thì giỏi lắm, những đức lo cho vợ cho con thôi, mà có khi lo còn chưa sống. Mà gặp mà ở ngoài đời mà không đi tu là nghỉ 5 ngày lễ này là ăn nhậu xình sang té tới té luôn, cầm chai rượu đi kênh ngoài đường, cầm chai rượu đế về quê mày, cầm chai rượu uống rượu mà không xê nào, hát đồ chèn ơi quá trời luôn. Rồi á, nghe đi lỡ nhà người ta sợ lắm mấy vị ơi, nhất là phụ nữ người ta sợ nhất là cái người đàn ông nào mà lỡ rủ chồng người ta nhậu. Đa phần phụ nữ người ta không có thích lỡ rủ chồng người ta nhậu đâu mấy vị ơi. Mình mà lỡ nhà người ta mà không có nhậu nhẹt gì mà mình lo làm ăn được, mình lỡ nhà người ta cái vợ nó làm đồ ăn nó đem ra nó đãi, mà mình mà đi lỡ nhà nó mà lúc nào cũng nhậu là nó đi vô bếp nó cầm sạn nó đập bóp bóp thật. Mình lo mình chạy đi, nó thiệt luôn đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là nếu như mà những đức không đi tu là vô nghĩa cuộc đời này. Nhờ bây giờ mình đi tu mà tự nhiên mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức mong rằng những hàng cư sĩ này vì áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống quý vị, sống sao cho nó đặc biệt. Những đức nói quý vị nè, vui cũng sống mà khổ cũng sống. Một đời con người vui cũng sống, khổ cũng sống. Vậy thì quý vị chọn lối sống nào? Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta lùn, chúng ta lé, chúng ta hôi, chúng ta sung, quý vị phải sống không? Người kia đẹp thiệt đẹp cũng phải sống. Bây giờ chúng ta đã xấu, chúng ta nghèo rồi mà chúng ta còn buồn nữa, quý vị thấy chúng ta có được gì không? Không được gì cả. Bây giờ mình xấu rồi, mình nghèo rồi mà mình vui mình còn vớt lại được. Bây giờ mình cứ tủi thân mình để mình khổ hoài có được gì không? Rồi mình tủi thân mình có ai cho mình không? Quý vị nhớ nè, trong cái cuộc đời này quý vị buồn bị khổ cũng chưa chắc ai cho quý vị đâu. Đừng có nói đi than van với ai. Nên những đức từ khi gặp Phật pháp tới giờ, những đức tự nói với lương tâm mình, bây giờ mình đang đương thờ, mình làm bao nhiêu việc ý nghĩa này, nhưng mà đến một ngày nào mà mình hết thờ, bản thân mình không đi bao giờ đi hỏi han ai. Tại vì sao? Chưa chắc mình hỏi có được hay không. Nên quý vị nhớ, đối với người thân dòng họ mình cũng vậy. Mình khá giả, mình giàu, mình đi về quê người ta chạy đến người ta chào đón mình. Mình sắp sửa đến, chưa đến là người ta đã đứng ta đợi. Nhưng khi quý vị đã thất thế xa cơ, quý vị nghèo đi, quý vị về đi rồi quý vị sẽ thấy cái hoàn cảnh giàu và nghèo nó hoàn toàn khác. Đúng không? Đó. Nên những đức nói rằng quý vị sống làm sao á, đừng có đặt vấn đề gì tiền bạc nặng quá. Quý vị đi về chùa quý vị thấy rằng là đông người gì mà nhà chùa có bao giờ mà nói là quyên góp tiền bạc gì không? Tự quý vị thấy cái tấm lòng người ta đến với mình sao? Tự mình hiểu, đó là cái những đức hướng dẫn quý vị. Cả kinh doanh làm ăn gì cũng vậy, đừng có bao giờ lúc nào cũng nghĩ mở ra một cái kinh doanh là tính cái lời trước là quý vị sẽ thất bại. Trước nhất phải có lòng người. Lòng người mà đến với mình thì cái sự kinh doanh làm ăn mình mới đạt. Giống như bây giờ chùa mình á, quý vị coi bao nhiêu con người người ta quý mến, người ta thấy cái việc làm của mình ta nhìn rõ ràng. Người ta đi đến đây có khi người ta cũng đi vòng vòng đi thăm các cụ già. Có nhiều người ở đây người ta cũng đi hỏi các cụ nữa. Cụ ơi, cụ ở đây mà thầy lo được không? Thầy có lo nhiệt tình không? Thầy có tấm lòng lo cho các cụ không? Thầy không nói chuyện gì đó mà có gì không? Ở đây mấy bà già biết hết trơn. Nếu mà mình làm sai mấy bà già mới nói ông hô đó ông xạo đó. Hô đó ông xạo đó. Hiểu không? Đây chèn ơi, ổng ăn sung mặc sướng, ổng bỏ cho tôi đói khát. Ổng thì bận đồ này đồ kia, còn tôi thì bận đồ gách gứ. Thằng hô nó ác lắm.
đúng không? Ở trong đây là người ta biết hết trơn mà quý vị. Thật sự mà nói quý vị chứ mình có giấu được vài người chứ mình đâu có giấu bao nhiêu cặp mắt quý vị. Thật là thật à quý vị ơi. Đúng không? Sống thật đi. Thật là thật à. Mà mình thật á là mình nói chuyện nó cũng bẻ mồm bẻ miệng nữa. Còn giả mình bẻ mồm bẻ miệng đó, nói đầu lòi đuôi, nói đuôi lòi cái đít. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình thật đi. Ừ nó, thí dụ như bây giờ mình là ca sĩ, mình hát hay hát dở mình không biết nữa thôi. Nhưng mà có những người hát dở vẫn nổi tiếng, có những người ca sĩ hát dở vẫn nổi tiếng, có những người hát hay vẫn không nổi tiếng. Thì có thấy không? Có mà. Có những người giảng pháp rất hay mà không nổi tiếng, có người giảng pháp rất dở mà nổi tiếng, đúng không? Bây giờ quý vị thấy mà những đức chia sẻ Phật pháp mà văn tự những đức nói có gì đâu mà hay. Nói rõ ra là tại vì quý vị thương thôi. Người ta nói thương người thì thương cả lối đi quý vị, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Thương thì thấy cái gì cũng thương, hiểu không? Đã thương rồi thì có hô cũng thương. Ừ, có kỳ cục vậy đó. Mà bây giờ mà không thương rồi thì có đẹp nhìn cũng không thương. Nên những đức nói quý vị nghe, xấu mà có duyên quý vị được 70%, đẹp mà vô duyên quý vị được có 30%. Nên quý vị tu tập làm sao quý vị có duyên đi. Có duyên là hay lắm nghe quý vị. Nhớ nghe. Đó. Bữa nay hình như là cũng 9 bài hát. Ngày mai là 12 ca sĩ, chắc cũng cỡ 15, 16 bài hát. Ngày mai. Còn Phật đản tới 20 ca sĩ. Bữa đó những đức định chia làm đôi, bữa sau mùng 9 bên hộ pháp. Nhưng mà Hoa hậu Kim Tho nói lên lịch hết rồi thầy ơi. Hoa hậu Kim Tho nói lên lịch hết rồi. Những đức nói người ta đến hát, người ta dám hát thì mình dám ngồi. Đúng quý vị. Người ta dám hát thì mình dám ủng hộ. Một ngày nào mình lên mình hát, người ta ủng hộ mình. Bây giờ những đức mà hát dở mà những đức hát có bị ủng hộ không? Bữa nào tôi lên tôi hát con cò bé bé. Những đức thuộc được 2 bài hát quý vị. Một bài hát là con cò bé bé, với một bài hát là cháu lên ba. Mà hát qua 2 bài hát này chắc nó lâu già lắm quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà những đức thấy cái duyên của chùa mình á, các anh chị ca sĩ ta lợi ta hát ta cũng vui. Mà vui là ngay quý vị quá nhiệt tình, vì ủng hộ quý vị háo hức quá. Thật sự mà nói bây giờ mình là ca sĩ mà mình đi đến một cái nơi hát mà bao nhiêu con người tu này, mà bao nhiêu con người tu này có khi họ làm Phật á. Tại vì họ tu họ mới về cực lạc làm Phật. Giống như hồi tối vậy đó có nói cái câu á, đối với cái người chưa tu, chưa thọ trì năm giới, bản thân chúng ta có cơ hội giúp họ chúng ta cũng làm luôn. Quý vị thấy mà những đức mà tặng gạo cho họ có khi mà chục ngàn phần gạo. Nhiều người đó người ta chưa đi tu, còn khiếm thị thì coi số lượng đông gì. Qua mấy chương trình này hết, những đức tổ chức khiếm thị luôn. Sắp sửa đưa lịch lên cho họ Hoa hậu Kim Tho. Chương trình chùa mình xuyên suốt khiếm thị đợt này mà chắc chục ngàn người các tỉnh thành về. Mà quý vị coi bây giờ trước bao nhiêu con người gì mà mình hát cho những con người tu này. Như tối như đức nói câu là mình
giúp một người thọ trì năm giới còn hơn giúp 100 người không biết tu. Vì nhớ nè, 100 người không biết tu thì đời này họ chết đi, họ sẽ đi một vòng của lục đạo. Họ đi qua cái đạo, ba cái đạo gì? Tam độ ác đạo, địa ngục và quỷ súc sanh. Họ đi qua ba cái đạo này thì nó lâu, cực kỳ lâu. Quý vị coi, một con kiến mà 7 vị Phật ra đời vẫn chưa mắc thân kiến, mang thân bồ câu mà 8 vạn kiếp vẫn chưa xả được thân bồ câu. Kinh chưa? Súc sanh đó nghe. Quỷ đạo, loài quỷ đạo 500 năm mà chưa uống được một miếng nước. 500 năm chưa uống được một miếng nước. Cái quả báo của họ là tham lam. Họ đói như vậy mà họ không chết, lê lết như vậy mà không chết. 500 năm không uống được một miếng nước. Và có những cảnh giới quỷ đạo chiên ăn máu huyết dơ tanh ở trong nhà vệ sinh. Và phụ nữ sinh đẻ, mà cảnh giới quỷ đạo dài hơn súc sanh đạo, và địa ngục đạo dài hơn quỷ đạo và súc sanh. Địa ngục thì lâu không tưởng tượng được. Nên một chúng sanh không tu thì cái thời gian họ quay một vòng trong tam đồ dài không tưởng tượng được. Còn một chúng sanh thọ trì năm giới, họ niệm Phật, có khi quý vị lại giúp cho một người này mà một đời này họ giảng sanh làm Phật 100%. Nên những đức nói rằng là một cái ngôi chùa mà chuyên tu, mà mấy anh chị ca sĩ mà đến hát á, thì đem lời ca tiếng hát mình để mình hát cho họ nghe là cái điều này quý lắm. Thiếu duyên thì duyên nó tăng lên, thiếu phước thì phước nó tăng lên. Như bản thân những đức sinh ra trong một gia đình nghèo, trình độ học thì quá cao. Lớp 3 ra trường mà quỷ lắm quý vị ơi. Ngày xưa học lớp 3 thôi mà biết chọc cô giáo, quỷ lắm. Tại vì sao? Vì lớn tuổi hơn con nít bình thường mới đi học. Nên khi học lớp 3 thì mỗi một năm ở lớp 3, mỗi một lớp là ở lại 3 năm, nên 3 lớp ở lại 9 năm. Mà học đến lớp 3 cũng mười mấy tuổi rồi, nên chọc cô giáo là phải rồi quý vị. Hồi đó có bà cô Nhung, hồi đó học lớp 1 cũng lớn, mà cô Nhung bà đẹp lắm. Bà Trang ơi, mỗi lần mà cô Nhung bà lợi mà bà giống như bà nghĩ mình là con nít á, lợi mà vỗ vai mình cái mình thấy gì mình nắm tay cô. Cô cứ nghĩ rằng là nít noi mà kể nó, nhưng mình nít quỷ. Chọc cô giáo thì quý vị biết cái tâm đó mà học sao lên. Học có lớp 3 mà ở lại 9 năm vì nghĩ đi cỡ nào. Chàng ơi, quý vị coi ai mà ngờ được bây giờ mà chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Quý vị thấy rằng có nhiều người ta nghĩ vậy nè, ta nghĩ nếu mình nổi tiếng rồi mình nói là cái quá khứ của mình vậy thì sợ bị ảnh hưởng. Bậy, càng nói ta càng thích. Quý vị nhớ nè, có những vĩ vãng cuộc đời mình đã qua, đó là nền tảng để thành công trong cuộc đời này. Thấy không? Nếu ai viết một cái quyển sách để mà dạy quý vị về kinh doanh làm ăn, phát triển mau, mà người này viết quyển sách mà người này không nói gì sự thất bại, thì quyển sách này quý vị đừng có coi. Tất cả sự thành công nào đều phải có sự thất bại. Hãy nhớ kỹ. Như đức đi tu mười mấy năm nay cũng không dễ, cũng gặp bao nhiêu sự trở ngại không đơn giản, phải kiên nhẫn lắm. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nếu nói gì từ khi còn nhỏ tới lớn những đức hư dữ lắm. Thì quý vị biết học lớp 3 ra trường sớm, thấy không? Nó quý vị nghe thấy không? Lớp 1 mà đã biết chọc cô giáo rồi đó, không chi cỡ này chọc cỡ nào chưa. Nên mấy bà Phật tử tránh tôi đi.
Thấy không? Mấy bà mà sắp sắp đến gần là tôi dê gán chữ. Ông nói vậy đó mà người ta lại thích quý vị, ngộ ghê. Thật sự có ai dê mà nói mình dê đâu quý vị. Nà, nên tốt nhất mấy bà tránh tôi là tốt nhất. Nghe giọng pháp thôi chứ đừng có sắp sắp đến gần. Sắp sắp đến gần là tôi kêu cô hai. Thấy không? Giống bảo chung, tiếng cười bảo chung. Nên từ nơi đó mà quý vị nhớ rằng là mình á, dù có thành công cỡ nào nhưng có những cái quá khứ cuộc đời bản thân mình đều dám nêu lên. Để chi? Để cho tất cả những người có cái sai người ta dám đứng lên, người ta có thể quay đầu, người ta tu tập được. Nếu như mình nói những điều cao xa không vậy thì những người mà người ta có sai chúng ta nói người ta không có cơ hội. Như Đức nói rằng là Phật Pháp ai cũng có cơ hội sửa sai. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng mà. Hôm qua những Đức gặp cái cô này, bây hổm những Đức từng kể bị nghe. Cô này cô làm gái mà cổ đến chùa mình tu hoài à. Hôm qua cô mới đến, nghĩa là mỗi lần đến là cô gặp những Đức à. Cô nói rằng nhờ thầy giảng pháp mà con nghe pháp mà con vừa quay đầu. Giờ con bỏ nghề rồi thầy ơi. Bỏ nghề. Hỏi bây giờ cô đi làm gì? Bà nói đi phụ bán đồ. Không có làm nghề đó nữa. Hồi xưa mà nghe thầy ban đầu thì giảm chứ chưa nghỉ. Nhưng mà nghe từ từ chứ giờ nghỉ luôn. Tại vì làm quen rồi bây giờ mà nói làm một nghề khác không biết kiếm ăn được không. Rồi cuối cùng bây giờ cũng quyết định nghỉ. Bây giờ đi phụ bán quán ăn để sống qua ngày thôi. Nhưng Đức nói bán thì bán, lúc nào mà làm không được vô chùa tu luôn đi. Quý vị, đúng rồi, vô chùa phụ như Đức nuôi bà già. Cái gì đâu quý vị. Thật sự mà nói cuộc đời con người ai mà không có cái sai. Sai mà ta biết sửa điều đó mới quý chứ. Nên có hai hạng người mà Đức Phật tán thán. Một hạng người mà cả đời không làm sai. Một hạng người mà làm sai mà biết quay đầu. Đây mới là cái điều quý lắm quý vị à. Nhớ nha. Đó. Nên ngày nay á, chúng ta chia sẻ Phật Pháp. Thời gian á, giờ này cũng 9 giờ 15 rồi. Thật sự mà nói ngồi nóng gì. Các anh chị ca sĩ rồi người ta ngồi cũng lâu. Đó. Như những Đức đã nói bữa nay những Đức cũng hơi mệt. Nên chia sẻ Phật Pháp tới đây thôi. Để cho các anh chị ca sĩ hát, mình còn chương trình ngày mai đồ tùm lum. Mong mà những bài chia sẻ Phật Pháp này từ người còn sống hay người đã mất, ai cũng cởi mở tâm tư và quay đầu hướng về bổ nguyện Đức Phật A Di Đà để mà buông cái tâm quán thù, chân thật niệm Phật để chúng ta phát nguyện cầu sanh cực lạc. A Di Đà. Bữa nay chúng ta chắp tay chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị, từ người còn sống tới người đã chết nha. Rồi chiến sĩ chặn vong, những người chết chưa siêu thoát đều phát nguyện niệm Phật, buông cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện của Phật. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện rằng chỉ cần một chúng sanh nào tội tạo nghiệp nặng cỡ nào, chỉ cần quay đầu niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ không bỏ chúng sanh đó và tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà,
Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ. Hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện cả đời niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc, quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng, quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ.